với mỗi người dân Việt Nam, Tết Nguyên đán là thời gian đặc biệt nhất trong năm. Chính vì thế, Tết đến, gia đình nào cũng chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn với các món ăn truyền thống. Trước là để cúng ông bà tổ tiên, sau là để mọi người trong nhà cùng thưởng thức quây quần. Các món ăn truyền thống ngày Tết không chỉ đa dạng về loại món mà còn chứa đựng những ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho một năm mới an lành, thịnh vượng. Trong đó, giò thủ hay giò xào là món ăn không thể thiếu. Vâng, thưa quý bạn, trong mâm cỗ của nhiều gia đình người Việt thì giò thủ là món ăn không thể thiếu. Giò thủ thì được bày bán ở ngoài chợ hay là ngoài siêu thị thì rất là nhiều. Tuy nhiên là nhiều bạn nội trợ lại băn khoăn về mức độ an toàn của những loại giò thủ mua sẵn này. Chính vì thế hôm nay đầu bếp Vũ Bá Hà của nhà hàng Alta sẽ hướng dẫn cụ thể đến quý vị các bạn cách chế biến món giò thủ tại nhà. Vâng, xin mời anh ạ. Chào khán giả VTC. Hôm nay mình là sẽ chỉ cho các bạn cách mà chọn nguyên liệu lợn để mà mình làm cái món giò thủ cho ngày Tết. Thường thường thì ngày Tết như mọi người đã vẫn nhìn thấy ở trên chợ hay là siêu thị rất nhiều, nhưng vì do những bà nội trợ sợ trong đó có những chất bảo quản hay gì đó thì làm cho cái món ăn của gia đình của ngày Tết nó không được đảm bảo về chất lượng cũng như về sức khỏe. Thế nên hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về các phần nguyên liệu gồm có trong cái món ăn này. Thường thường là trong món ăn này chúng ta sẽ có cái phần như là lưỡi lợn, là cái phần đầu của lợn đó. Thì ở quê thì hay gọi là món giò thủ, nên là kết hợp nó là phần mũi và má lợn, tai lợn, để cho cái phần thịt nó ngon hơn và phần bì nó giòn hơn thì chúng ta cho thêm một chút thịt chân giò cho nó cảm thấy nó có một chút thịt lạc để cho mình ăn đỡ bị ngấy. Kết hợp song song với cả cái nguyên liệu chính là phần thịt lợn thì chúng ta sẽ có phần mục nhĩ. Đấy, thì phần mục nhĩ này thì để nó làm cho hài hòa giữa cái màu sắc của cái phần giò của mình, nó không quá trắng mà nó sẽ làm cho nó ngon hơn và làm cho kích thích cái khẩu vị ăn của mỗi người hơn. Và kết hợp trong với cả cái nguyên liệu chính đó thì chúng ta sẽ có gồm có những rất cái gia vị rất là đơn giản, ví dụ như là nước mắm, một chút đường, một chút tiêu, một chút mì chính, để kết hợp cho nó hòa quyện lên cho một món ăn nó gần như là rất là dân dã mà hàng ngày trong những dịp lễ Tết đến lúc nào cũng có. Lưu ý cái phần giò này của chúng ta, tại sao người ta chỉ làm vào dịp Tết? Bởi vì trước kia ở ngoài Hà Nội thì nó có một cái mùa lạnh, nên là nhà nhà thường thường làm thì sẽ kíp cất dễ dàng hơn. Chứ nếu mà vào mùa nóng hay mùa nồm thì sẽ không để được. Thế nên là chúng ta sẽ làm món này, nhưng nếu thế bây giờ ấy, thì là khi mà các cái trang thiết bị cũng như nhiều cái vật dụng trong nhà bếp nó đã cao cấp hơn thì thường thường có thể người ta làm vào những ngày thường cũng được, bởi người ta sẽ để trong tủ lạnh khoảng từ nửa ngày một ngày ta có thể mang ra sử dụng được. Cái phần tai lợn hay lưỡi lợn thì cái phần đầu nó, tức là phần thịt lợn nó sẽ hơi hôi, thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn là chúng ta sẽ có những cái cách nào để loại bỏ cái mùi hôi của cái phần thịt như này ạ? Như cái phần thịt như này thì thường thường là khi chúng ta mua ở ngoài chợ về những cái thực phẩm như cái phần đầu lợn này, thủ lợn này, cũng như là phần tai lưỡi, thì cái đầu tiên các bạn phải mang về sơ chế sạch, ngâm qua muối làm sao cho thật sạch sẽ là cái cơ bản đầu tiên. Sau khi chúng ta làm như thế rồi thì chúng ta sẽ trần với một chút gừng, đập dập ra mình sẽ trần chung với nó để cho nó bài tiết ra tất cả những cái chất bẩn. Mình đun sôi khoảng tầm chừng từ 2 cho đến 5 phút tùy theo, thì mình hớt sạch bọt và mình cho ra rửa sạch lại một lần nữa, sau đó mình bắt đầu mình chế biến. Như ngày hôm nay thì Hà sẽ chỉ cho khán giả của VTC cũng như là chỉ cho Lan Anh cách làm sao cho là cái phần giò mình sẽ ngon hơn.
Trong lúc mà mình chế biến đấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái tiểu tiết nhỏ để làm sao cho cái phần giò của mình nó không bị có mùi là một này. Cái thứ hai nữa là khi mà mình để nó được lâu hơn trong cái quá trình mình bảo quản nó, mà cách phát hiện thế nào mà lúc giò đã không có thể là ăn được nữa. Các bước cụ thể thì mình sẽ là cái phần thực phẩm về thịt lợn này, khi mình mua ngoài chợ về, nó thật về thực phẩm này ở ngoài chợ rất là đa dạng cũng như rất là nhiều, nhưng để tránh để mình tìm được những cái thực phẩm tươi ấy, thì tất cả những phần thịt lợn này nó phải có màu đỏ nguyên bản, và khi mình chạm dùng tay mình ấn vào cái phần thịt nó có độ đàn hồi và nó không có một cái mùi hôi hay mùi tanh mà không phải của nó, thì là mình sẽ chọn phần thịt nó rất là ngon. Sau khi đó mình cho ra rửa sạch toàn bộ lại một lần nữa, sau đó mới thái và xào lên chung với cả cái phần mộc nhĩ mình cũng đã thái chỉ sẵn rồi, thì là mình xào cho đến khi thịt ra phần mỡ cũng như là thịt đã chín thì mình nêm gia vị vào cho vừa ăn. Sau đó thì mình sẽ cho vào khuôn, mình ép nó lại, mình sẽ để ở quê thì các cụ thì dùng bằng, có thể dùng bằng tre hay là dùng bằng một số những cái vật dụng như lá chuối này, rất nhiều những cái vật dụng để mình làm lên món ăn này. Nhưng đối với cả chúng tôi, những người làm bếp lâu năm, thì quan trọng nhất của chúng tôi thì vẫn là đưa một cái vệ sinh lên hàng đầu, nên chúng tôi đã tự tìm đến, tự mày mò ra những cái khuôn, cái quay mà để làm cho cái món ăn này thêm phần sinh động, là cũng như là thêm phần về an toàn. Chúng tôi đã phải dùng một khuôn inox để chống cái rỉ sét cũng như là chống bị một số cái tác dụng phụ bên ngoài để kẹp vào đó để mình làm lên cái món ăn này. Và trước khi mình muốn làm cái món này thì mình lại luộc qua cái khuôn đấy ít nhất từ 15 phút trong sôi và nửa tiếng trong sôi để cho gần như triệt khuẩn hết cái món ăn này. Để làm lên món ăn này thì là lưu ý nhất là nếu như mà mình mà không có những cái trang thiết bị để mình phục vụ cho việc mà làm lạnh nó, ví dụ như là không phải thời tiết lạnh, thì chúng ta phải cần phải có tủ lạnh để mình để, thì nó sẽ không bị hỏng cũng như là không bị cái phần thịt của mình nó sẽ không cô đặc lại được. Như bình thường thì là chúng ta phải để nguội, sau đó một là chúng ta sẽ cất vào tủ lạnh, và hai thì là chúng ta để ngoài như là cái phương thức dân dã của những gia đình nông thôn thường làm ấy. Thì có người thì sẽ để khoảng nửa ngày, nhưng có người thì để cả ngày, có thể để đến sáng hôm sau mình có thể dùng được. Thường thường nó là một thực phẩm tươi nên là chúng ta chỉ ăn chỉ khoảng tầm từ 3 ngày đổ lại, thì là lúc đó cái hương vị của thịt này và tất cả cái gia vị nó đã bài tiết ra đầy đủ hết rồi, thì mình dùng nó sẽ rất là ngon hơn. Chứ thì mình đừng để quá lâu và thời gian quá dài thì tự nhiên là cái dưỡng chất của trong thịt nó sẽ bị mất đi. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Và hy vọng với những chia sẻ của đầu bếp Vũ Bá Hà thì quý vị và các bạn đã có thêm những kinh nghiệm để chế biến thành công món giò thủ cho gia đình. Như vậy có thể thấy, nguyên liệu và các bước làm giò thủ khá đơn giản. Bên cạnh cách làm trên, tùy theo từng khẩu vị của gia đình mà có thể thay đổi hoặc thêm bớt một số loại gia vị. Tuy nhiên, để giò thủ thơm, ngon thì việc chọn lựa và sơ chế phần tai, lưỡi lợn có vai trò rất quan trọng. Trong đó, phần tai và lưỡi lợn cần chọn thịt tươi, mới, không có mùi lạ. Khi sơ chế, cần rửa sạch dưới vòi nước chảy, sau đó cạo sạch lông và trần qua nước đun sôi với muối và gừng đập dập. Cách làm này sẽ làm cho tai và lưỡi lợn trở nên thơm và giòn hơn.
Có thể thấy, giò thủ không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn thể hiện được sự độc đáo của ẩm thực Việt, thể hiện tính lấy tự nhiên làm gốc, vừa ngon vừa lành. Bởi khi làm giò, nếu chọn phải phần tai, mũi, lưỡi lợn không tươi thì giò sẽ kém chất lượng, thậm chí không làm được giò. Trong quá trình xào giò, nếu thiếu mỡ, thiếu bì sẽ làm giò không kết dính, không mịn. Thiếu nước mắm ngon, thiếu hạt tiêu thì giò sẽ không đậm đà, không có mùi thơm đặc trưng. Như vậy, giò thủ muốn ngon thì phải chọn được phần tai, lưỡi.